хорошо. хорошо. Thế từ nào không đọc được Từ nhỉ? nào không đọc được? Từ thứ ba, Hôm trước em quên rồi đây Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ phần bài hôm trước thì chúng ta sẽ không quay lại nữa, mà chúng ta sẽ phần bài hôm trước nội dung chính của chúng ta đó là chúng ta cần tìm hiểu cái kiến thức thôi. Kiến Dạ, thức đó dạ. chúng ta biết rồi thế là tốt rồi. Thế và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học phần bài mới luôn. Trong Dạ, phần này dạ. sẽ có rất nhiều từ mới đúng không nào? Đấy, Dạ, đó. dạ. Chúng ta nhìn thấy đây là chúng ta sẽ có những từ gì nào? Chúng ta có từ đầu tiên là gì nào? Nó. Rivet. Chúng ta sẽ đọc là pri Vẹt, viết. vẹt. Không đọc là viết Viện. mà đọc là viết. Pri viết. Đấy, chúng ta đọc là pri viết. Đúng Rivet. nào đấy? Pri viết. Âm e của chúng ta đó là âm e mềm. Âm e nó Yeah, âm e đó là từ i sang e đấy. Pri viết có nghĩa là gì nào? Pri viết có nghĩa là xin chào. Xin Đấy. chào. Pri viết là xin chào. Đúng nào. Đấy, ta viết như vậy nhé. Đó. Pri viết có là xin chào. Đó. Chúng ta có từ thứ hai nào? Nó. Dobre utro. Đó là chào. Nhưng mà chúng ta nói vào buổi sáng đấy. Chào buổi sáng, buổi sáng. Chúng ta chào buổi sáng. Đấy. Từ thứ ba người ta là cũng là dobry dzień. Dzień. Chữ N và con dấu mềm là nhập. Chúng ta đọc dzień. Dzień. Dobry dzień. Dzień. Đấy. Dobry dzień. Đó đấy. Chào ban ngày. Đấy. Dobry dzień. Đã. Thế chữ này, Dobry không phải là dzień. chữ đờ ạ? Chữ đờ đây là đi với e chúng ta đã biết rồi. Đó là gì nào? Chúng ta có âm e đó là âm mềm. Âm mềm thì âm đờ cứng bị biến thành âm dập. Đấy. Dobry dzień. Như nào? Đấy tạc quật. Phải không? Đấy. Хорошо, chúng ta có từ dobry вечер. Thì cũng vẫn là chào và chúng ta chào buổi tối đấy. Chào buổi tối. Tạc quật хорошо. Tiếp theo là chúng ta có từ tô rẻ. Tô rẻ có nghĩa Tôi là sẽ cúng. Cúng đấy. cũng Tô cũng rẻ là cúng. Хорошо, chúng ta có từ ô chỉnh. Ô chỉnh. Ô Ô chín chín chỉnh là ô rất đấy. chín chín Rất là ô chỉnh. Các dì là. Các dì là. các tiền Công việc là thế nào? Đà. Các dì là. Đó là công việc thế nào? Công việc thế nào? Đấy. Công việc thế nào? Thế và ở đây chúng ta nhìn thấy đó là công việc thế nào? Thế người ta có hỏi các uchi bia dì là. Các uchi bia dì là. Công việc của bạn thế nào? Của bạn thế nào? Đấy. Công việc của bạn thế nào? Các uchi bia dì là. Các uchi bia. Đây là âm che, đọc là y đấy. Chi bia dì là đấy. Âm e. Tất cả các nguyên âm e này khi đứng trước trọng âm nó bị đọc thành y. Chúng ta đọc là chi bia dì là. Chi bia dì là. Cả của chi bia dì là. Đấy. Các cụ chỉ bé dê la. Em nói lại nào. Các cụ chỉ bé dê la. Các u chỉ bé Dê la. Đấy. dê Хорошо. Đấy. Chúng ta đọc tiếp nào. Các cụ vas dê la. U vas có nghĩa là gì đấy? các u Có nghĩa là công việc của anh chị ở thế anh nào? chị Đấy. U vas có nghĩa là của anh chị. Như nào? Đấy. Các cụ vas dê la. các u Các cụ vas dê la. dê Đấy. Đấy. Các cụ vas dê la. Хорошо. A uchi bia. Đó là thế a còn. u chỉ Thế a còn u đấy. chỉ bia Thế còn. Thế còn. Thế còn công việc của cậu thì sao? Thế còn công việc của cậu. Thế còn công việc của bạn. Của bạn. Thế còn công việc của bạn thế nào? A uchi bia. A uchi bia. Đấy. Thế còn công việc của bạn thế nào? Đấy. A uvas. A uvas. Ao vá, thế còn công việc của anh chị ra sao? Của anh chị đấy. Thế còn công việc của anh chị thế nào? Ao vá, như là đấy, tất cả các shop. Thế chúng ta có từ Adlichna. Adlichna là rất tuyệt vời. Đã. Adlichna, rất tuyệt vời. Chậm, chậm, chậm. Adlichna. Отлично, đấy, хорошо. Chúng ta có từ nào, plo, хорошо,
Хорошо. Хорошо có nghĩa là tốt đấy. Tốt à, tốt Хорошо. tốt đó là gì nào? Đó là Хорошо. Хорошо đấy. À thế bài chúng ta có từ thứ hai là tồi tệ. Tồi tệ. Tồi tệ đó là плохо đấy. Плохо. Хорошо. Плохо. Ôi, плохо đấy. Так. Плохо. Хорошо. Chọn âm rơi đây. Хорошо. Плохо. Нормально. Нормально là bình thường. Нормально. Bình thường, bình thường. Đấy. Bình thường. Нормально. 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 Да. Нормально. Нормально. Đấy. Так вот. Хорошо. Đó. À thế vậy thì ở đây chúng ta đã cùng nhau xem xong nội dung nghĩa của từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. Em đọc theo thầy nhé. Привет. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, хорошо. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. День. Хорошо. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Вечер. Добрый вечер. Хорошо. Татьяна. Так. Тоже. 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 Да? Очень. 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 Как дела? Как дела? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Как у вас дела? Как у вас дела? Дела? А у тебя? А у тебя? Да. А у вас? А у вас? Отлично. 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 Да, отлично. Хорошо. Хорошо. Плохо. Плохо. Нормально. Нормально. Нормально, да? Хорошо. À, đó thì vậy thì đó là cái cách mà chúng ta đọc cái phần 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc phần 2. Trong phần 2 này của chúng ta sẽ có 15 đơn vị từ vựng nữa. À, trong 15 đơn vị từ vựng này thì chúng ta sẽ cùng nhau nhé. Chúng ta sẽ đưa nó sang bên đấy để cho nó rộng rãi, chúng ta có thể viết tạc ý nghĩa cho nó. À, tác vột, ở đây chúng ta sẽ có Paka. Paka. Paka là gì nào? Paka. Đấy. Paka. À, Paka có nghĩa là tạm biệt. Paka. Paka. À, tác vột đấy. À, chúng ta ghi là tạm biệt. Tạm biệt đấy. Хорошо. Chúng ta có từ tiếp theo student. 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 Đấy. Student. À, đó là nam sinh viên. Student. Student. Đó. Student. Student. Đó. Câu 17 nào. Studentka. Studentka. Đó. Studentka. Nữ sinh viên đấy. Studentka. Chúng ta có từ spasibo. Спасибо. Спасибо. Đó là từ cảm ơn. Спасибо. Да. Chúng ta có từ как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Đó là anh chị tên là gì? Đấy. Anh chị tên là gì? Anh hoặc là chị đấy. Anh hoặc chị. À anh hoặc chị đúng không nào? À anh chị tên là gì? Как вас зовут? Các vá sơ bút. À, tôi tên là. Tôi tên là đấy. Tôi tên là gì gì đó. À, tác vụt đấy. Mì nhả. Đọc là mì nhả ra vụt. Mì nhả ra vụt. Mì nhả ra vụt. À, mì nhả ra vụt nam. Ví dụ vậy đấy. Mì nhả ra vụt nam. Mì nhả ra vụt nam. Các vá sơ bút. Mì nhả ra vụt nam. Đúng không nào? Tác vụt đấy. Mì nhả ra vụt nam. Хорошо. Đó. À, chúng ta cùng đọc lại những cái phần chữ ở trên này nè, từ 15 cho đến 20 nè. Đấy. Paka. Paka. Student. 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 Student.
Студентка. Спасибо. Спасибо. Как вас зовут? Как вас, вас зовут? Меня зовут. Меня зовут. Да? Так, спасибо. 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 Зовут, да? Студентка. Студент. Студентка. Студент. 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 Да? Пока. Пока. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các đại từ nhân xưng từ câu 21 này cho đến 28 này. Đại từ nhân xưng là gì? Đó là những từ chỉ các ngôi người tham gia vào cuộc nói chuyện. Ai nói thì người đó là ngôi thứ nhất, gọi là giả. Tương đương tiếng Việt là tôi. Giả. Đấy. À, người nghe là ngôi thứ hai, là ngôi từ. Từ. À, đấy. Đó là cậu, là bạn. Đấy. À, đó. Trong chúng ta thấy là cái hệ thống đại từ nhân xưng ở trong tiếng Việt nó rất phong phú. Nó rất là nhiều, đúng không nào? À, có khi là con, có khi là em, có khi là cậu, có khi là mình, có khi là tớ, có khi là vân vân đấy. À đó, thế vậy thì đó là từ. Từ. À trong tiếng Nga nó chỉ có một một đại từ thôi, đấy. Ôn. Ôn. Ôn là anh ấy đấy. Ôn thì là gì? Là không phải người nói, chẳng phải người nghe, mà cái người được nhắc đến. Em chưa? À tôi nói chuyện với bạn, mà tôi nói chuyện với bạn nói về ông hàng xóm nhà bạn. Ông hàng xóm như bạn là ông ấy không tham gia cuộc nói chuyện, chúng ta chỉ nói về ông ấy thôi, vậy ông đó là ôn. Vợ của ông ta sẽ là Anna, thấy chưa nào? Đấy. Đó. À thế như vậy cái ngôi ôn và Anna này người ta gọi là ngôi thứ ba. Ngôi thứ nhất thì là người nói, ngôi thứ hai người nghe và ngôi thứ ba đó là ôn Anna, thấy chưa nào? Đấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ngôi Anno. Anno. Anno đó là à nó là cái ngôi thứ ba mà thay cho một cái danh từ giống chung. À, cái điều đó khi nào chúng ta học về danh từ giống thì chúng ta sẽ xác định lại. À, chúng ta cứ để nguyên cái từ anno này lại đây, chúng ta chưa giải thích vội. Chúng ta có các ngôi ya là một người, tư là một người, ôn là một người, anna là một người. Vậy đây gọi là đại từ nhân xưng số ít. Thì sẽ có số nhiều. Số nhiều là mư, là chúng tôi. Mư, chúng tôi. Đấy, vư. Vư là các anh, các chị. Vư, các anh, các chị. Và a nhí. A nhí đó là họ. A nhí là họ, đúng không nào? Tạc. Như vậy chỉ ba cái ngôi này, mư, vư và a nhí đó là các ngôi số nhiều. Anh chị, đấy. Đó. À thế thì chúng ta nhớ này, mư là gì? Chúng tôi. Chúng tôi. Vư là gì? Vư. Các anh, các chị. Đấy. A nhí là họ. Đấy. Họ. À, đó đúng nào? Tạc, хорошо. À thế bây giờ chúng ta mới để ý ở đây nhé. À chúng ta để ý đây là các vas zavut. Các vas zavut. Vas đây nó là cái gì vậy? Nó là từ vư ra. Anh chưa? Nó là từ vư ra. Thế vậy thì khi nào người ta dùng vư? Khi nào người ta dùng tư? Đấy. À, ya thì là ngôi thứ nhất là tôi nói lúc nào cũng là ya rồi. Nhưng mà nếu mà em là bạn bè thân thiết hoặc là em là một em học sinh ít tuổi thì mình sẽ gọi là tư. Đấy. Nếu mà em là người lớn tuổi à thì mình sẽ gọi là vư. Đúng không? Đấy. Thế nhưng cái đối tác của chúng ta mà đến cơ quan làm việc với chúng ta thì chúng ta sẽ gọi họ là vư. Bởi vì sao? Người ta có phải là người thân thiết của mình đâu. Người ta là đối tác của mình. Thế vậy thì mình phải trân trọng người ta thì chúng ta sẽ gọi là vư. Đấy. Đó. Thế còn những người trong gia đình từ là bố, mẹ, anh, chị, ông, bà chúng ta đều gọi là tư hết. À phong cách người Nga người ta nói như vậy đấy. Ông bà cũng là tư, bố mẹ cũng là tư. Em chưa? Anh chị em ruột, cậu, cô, chú, bác đều gọi là tư hết. Em chưa? Đó. Chỉ có điều là người hàng xóm chẳng hạn thì cái người lạ chẳng hạn thì chúng ta cũng gọi là vư. À thế vậy thì nếu mà vư thì chúng ta sẽ hỏi các và giờ vụt. Em chưa? Thế vậy thì hóa ra là gì nào? Đối với cái người mà chúng ta gọi là anh chị có nghĩa là gì? Chúng ta gọi người ta là gì đấy? Chúng ta gọi người ta là vư, đúng không? Đấy. À người ta chúng ta sẽ gọi người ta là vư. À đó. À thế bây giờ nó dẫn đến tình trạng là thế gọi là tư thì sao? Đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có một số những cái ví dụ như thế này, đấy. Chúng ta sẽ có câu hỏi như sau, đấy. Đó. À nếu mà cái người nói chuyện của chúng ta là tư. Tư đấy. À đó. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta sẽ hỏi như thế nào? Chúng ta sẽ hỏi là các chị bé ra vụt. Các chị bé ra vụt. Đấy. Các chị bé. Chị bé này là cái gì vậy? Chị bé này là chính là đà, ra vụt, đà. Chị bé này là gì? Đó chính là tư. Em chị? Đấy. À đó. Thì đến khi trả lời người ta vẫn nói mì nhá ra vụt. An tôn. Ra vụt. An tôn. Đấy. An tôn. Thấy chưa nào? Đấy. An tôn. Già vút mì nhá già vút an tôn à đúng chưa đó đúng nào thế bây giờ nói anh ấy tên là gì anh ấy tên là gì à ôn ở đây
On đây thì nó sẽ biến thành On gì nào? on. Nó biến thành evil. Các evil gia vụ. À, anh ấy tên là gì? Đấy. À, đó. À, chúng ta sẽ giải thích. Anh ấy tên là, à, ví dụ như là Jim. Evil gia vụ. Jim. Đấy. Evil gia vụ Jim. Thế bây giờ cô ấy tên là gì? Cô ấy tên là gì? Là Anna. Anna là cô ấy, Anna, đúng không? Đấy. Anna. Các yêu. Các. Đấy. Các yêu. Gia vụ. Cô ấy tên là gì? À, chúng ta trả lời. Yêu. Gia vụ. Đấy. Masha. Cô ấy tên là Masha. Thấy chưa nào? Cô ấy tên là Masha. Đấy. À, thế bây giờ người ta sẽ hỏi. Họ tên là gì? Các ich. Gia vụ. Các ich. Gia vụ. À, chúng ta sẽ nói. Họ tên là. Họ thì là hai người, đúng không nào? Đấy. À, chúng ta sẽ nói ich gia vụ Anton. Đấy, à hoặc Jim mà, chúng ta sẽ nói Jim mà. Jim mà Masha. Y là gì? Y có nghĩa là và. Với và. Y là và. Y là và. Như thế nào? Đấy. Y là và, đúng không nào? Đấy, tạc vật. Хорошо. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đó là khi mà chúng ta nói tươi thì chúng ta sẽ có câu là chi bẻ. Được chưa? À đó. À thế bây giờ chúng ta mới xem cái mối liên hệ của những cái đại từ này. À đấy, những cái mối liên hệ của các đại từ này. À chúng sẽ có mối liên hệ như này. Giá tưới ổn đấy. Ăn ná. À đúng không? Mới với và á. Nhỉ. Đấy. À đó. À đây là các đại từ của chúng ta, đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng này gọi là đại từ nhân xưng ở cách 1. Anh chị đấy. Đó. À, khi mà chúng ta muốn hỏi tên thì chúng ta không dùng ia tư onana mươi vui anh được, mà chúng ta phải chuyển sang một định dạng khác, gọi là mi nhá chi bia. Đấy. O thì thành ye vô, anna thì thành ye yô. Đấy. Mươi thì thành nas. Nas. Đấy. Vui thì thành vas. Và anh thì thành ich. Đấy. Đó. Em nhìn nào. À thế bây giờ định dạng này nó gọi là định dạng gì? Định dạng để hỏi tên. Đấy. Đó, à gọi là định dạng để hỏi tên có nghĩa là gì? Lúc đó chúng ta nhìn thấy đó là một cái điều đặc biệt rồi. Đó, tạch đấy. Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi chú riêng ở đây để cho em nhìn thấy đấy. Đó, chúng ta sẽ ghi chú như sau. Tạch vụt. Đó. Với. Tạch đấy. À đó, thế và ở đây chúng ta có cái định dạng này của chúng ta ở đây. À định dạng này của chúng ta đó là up. À, định dạng này của chúng ta đó là gì nào? Đây là chúng ta gọi là cách 1. Thế và ở đây của chúng ta đó là cách 4. Cách 4. Đấy. À đó. Thế vậy thì ở đây lần đầu tiên chúng ta vấp phải một cái hiện tượng ở trong tiếng Nga gọi là cách ở trong tiếng Nga. Đấy. Đây gọi là cách ở trong tiếng Nga. À, cách là gì? Đó là sự biến đổi của một cái từ loại. Đấy. Sang một cái định dạng khác. Em chưa? À, ví dụ như đây chúng ta nhìn thấy nó biến đổi sang cái định dạng khác, phải không nào? Đấy. À đó, cái định dạng này của chúng ta là định dạng ya chuyển thành mi nhá, tươi thành chì đá. Đấy, à đúng không? Vô tạc đấy. Đó. Tác vột. Đó, thế vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái định dạng này người ta gọi là định dạng đại từ nhân xưng ở cách 4. Ở cách 4 để làm gì? Ý nghĩa ngữ pháp của nó là nằm ở chỗ nào? Muốn hỏi tên thì phải dùng định dạng ở cách 4. Em nhớ chưa? Đó, thế vậy đây chúng ta nhìn thấy đây là cách 4. Cách 1 và cách 4. Đó. À. Thế làm thế nào để nhớ được chúng? Chúng ta ngồi chúng ta đọc thôi. Ya mi nha. Từ chi ba. O ni vo anai yo mười nas vui vas ani ich. Đấy. Lúc sau chúng ta lại lôi ra 5 phút sau, 10 phút sau chúng ta lại đọc lại. Ya mi nha. Từ chi ba. Ô ni vô anna ye yo mười nas vui vas và anhi ich. Vất tạc. À đó. Như vậy thì đây là gì? Chúng ta có một cái khái niệm là gì nào? Dùng cách 4 để hỏi tên. Thấy chưa? Dùng cách 4 để hỏi tên có nghĩa là muốn hỏi tên chúng ta phải dùng định dạng ở cách 4 bên này. Thấy chưa? Đó. Thì vậy dẫn đến tình trạng tại sao ở đây nó là chi bia chứ không phải là tươi. À người ta không hỏi là các tươi giờ vút. Phải nói là các chi bia giờ vút. Tươi chi bia đây. Đấy. À anh ấy tên là gì? Các yevo gia vút. Yevo là gì? Đó là on ở định dạng cách 4. À cô ấy tên là gì? Các yeyo gia vút. Yeyo là gì? Đó là Anna ở định dạng cách 4 đấy. Anna. À các vui các vás gia vút, không được nói các vui gia vút, các vás gia vút. Ông bà tên là gì đấy? Đấy.
À, đúng nè. Thế người ta sẽ nói tôi tên là Mẹ nhà giáo vụt, chứ không nói gia giáo vụt. Mẹ nhà giáo vụt. Đúng chưa nào? Ốt tả. Đấy. À, đó. Thế vậy thì đến đây thì chúng ta đã cùng nhau học thêm được một hiện tượng ngôn ngữ nữa mà chúng ta thấy rằng là phải nhớ để chúng ta nói cho nó đúng. À, thế làm thế nào để nói cho nó đúng? Chúng ta có các mẫu câu đây, chúng ta đọc thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta đọc nào. Các chị bé giáo vụt. Các chị Các bé chị giáo bé vụt. giáo vụt. Mẹ nhà giáo vụt an toàn. Mẹ nhà Mì giáo nhà vụt giáp bút an an toàn. tốn các y vô giáp bút Các y các y vô giáo vô vụt. giáp bút. Ở đây chúng ta nhìn thấy có âm g Nào, nào, đúng không nào, âm nào, g. nào. À, các bạn tự học thì các bạn sẽ tự đọc là y gồ Nào, y nào. gồ đấy. À, nhưng mà âm Y g này đứng vô. giữa y và ô thì chúng ta sẽ đọc là v đấy, Nào, nguyên tắc nào. ngữ âm là như vậy. Trên chúng ta sẽ đọc là các y vô giáp bút đấy, các y vô giáp bút. Các Nói nào, y y vô giáp vô bút. giáp bút. Đó, y vô giáp bút dìm mà, Y vô y giáp vô bút giáp bút dìm dìm mà, các y vô giáp bút, Các các y y vô giáp vô bút. giáp bút, y vô giáp bút mà sa, Y vô y giáp vô bút giáp bút mà sa. mà sa, các y giáp bút, Các các y y giáp bút. giáp bút, y giáp bút dìm mà y mà Y sa, y giáp y bút giáp bút im dìm mà mà im y mà mà sa. Ma sa, ở mà sa. ma sa. Đấy, ik za vut jima i ma sa. Хорошо. À, thế vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong thêm phần 2 của chúng ta về những từ vựng đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện kỹ năng nói. À, chúng ta thấy rằng là chưa học gì đã nói rồi. Đấy, chúng ta có từng này vốn rồi, chúng ta nói được rồi. Đấy, đó. À, trong cái phần 1 này của chúng ta sẽ học cách chào hỏi trong tiếng Nga. Cách chào hỏi trong tiếng Nga là một trong những phần rất quan trọng. Nó cũng quan trọng như là cái cách chào hỏi trong tiếng Việt. À, đúng không nào? Đi đâu chúng ta cũng phải có lời chào đầu tiên. À, vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là có anh chàng tên là Anton và cô gái tên là Natasha. Hai người gặp nhau và hai người nói: Privet Anton. Cô gái nói: Privet Anton. Privet Anton. Privet Anton. Anton đấy. Anton nói sao? Privet Natasha. Privet Natasha. Natasha. Đấy, xin chào Natasha. Anton sẽ hỏi. Các Natasha nói: Как дела? Как дела? дела. Công việc thế nào? Anton nói sao? Спасибо, хорошо. Bác Спасибо, sĩ хорошо. Хорошо, хорошо. cảm ơn, mọi việc đều tốt. Ao chị bé. Ao chị Ao bé chị bé, bé. câu này chúng ta biết rồi. Thế còn công việc của Thế bạn thì còn bạn sao? con Đấy. bạn thì sao? Đó. Tôi sẽ хорошо. Tôi Tôi sẽ sẽ хорошо. хорошо. Đấy. Cũng Tôi sẽ cũng хорошо. tốt. Cũng tốt. Đấy. Tôi sẽ хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. Privet Anton. Privet Privet Anton. Privet Natasha. Privet Privet Natasha. Natasha. Как дела? Các Как địa là дела? Хорошо, спасибо. Спасибо, хорошо. Спасибо, Спасибо, хорошо. хорошо. А у тебя? А у тебя? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Хорошо. Đấy, так вот. À, thế bây giờ, bạn sẽ là Natasha, mình sẽ là Anton. Như vậy bạn phải nói trước nè. Привет, Привет, Антон. Привет, Наташа. Как Как дела? дела? Спасибо, хорошо. А у тебя? Тоже. Тоже Тоже хорошо. хорошо. Пока-пока. Chào nhé, chào Пока, nhé. пока. Kiểu thế đấy. Đó. Nè, nè. Хорошо. Tiếp theo nào. Chúng ta sẽ cùng xem đoạn đối thoại thứ hai. Đoạn đối thoại thứ hai thì mỗi đoạn đối thoại nó sẽ khác nhau một tí đấy. À, ví dụ ở đây chúng ta chào Nè, Privet, Privet. Đoạn đối nè. thoại thứ hai chúng ta sẽ chào. Một người sẽ Privet. nói Privet, một người nói Dobre utra. Và chúng ta làm quen với những cái tên này. Anton Natasha, bây giờ là Katya Sasha. Thế chứ nào? Katya là tên cô gái, Sasha là tên cậu con trai. Đấy, à đúng không? Đấy, chúng ta có tên cô gái này. Katya, em nói nào. Katya. À đấy. Katya, Katya. Thấy chưa nào? Đấy, tạc vụt. Katya, đó là tên cô gái nha. Chúng ta sẽ để tên gái này. Katya, vụt tạc. Хорошо. Và tên cậu con trai nào? Sasha. 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 Đó là tên cậu con trai. Đấy. Sasha. À, Sasha. Хорошо. Так, chúng ta cùng nhau đọc nào. Привет, Катя. Привет, Привет, Катя.
Доброе утро, Саша. Доброе утро, Саша. Как дела? Как дела? Нормально. 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 А у тебя? А у тебя? Тоже нормально. Тоже. 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 Же. Тоже. Нормально. 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 Тоже нормально. Да? Тоже нормально. Чем так он добавляет? Привет, Катя. Привет, Катя. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Саша. Саша. Как дела? Как дела? Нормально. Нормально. А у тебя? А у тебя? Тоже нормально. Тоже нормально. Тоже нормально, да? Хорошо, хорошо. Thế như vậy, đây chúng ta thấy đó là gì nào? Đó là đoạn đối thoại thứ hai của chúng ta. À, bây giờ chúng ta sẽ đọc theo vai. À, mình sẽ là Sasha, mình nói trước và bạn sẽ là Katya. Привет, Катя. Доброе утро, Саша. А, đọc đủ nào. Доброе. Доброе утро. Утро, Саша. Nghe nào? Người ta đọc đầy đủ luôn, người Nga đọc luôn đầy đủ âm nhé, không thiếu âm nào. Доброе утро, Саша. Доброе утро, Саша. Как дела? Как дела? Но нормально. 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 Да. А у тебя? А у тебя? Тоже нормально. Хорошо. Привет, Катя. Доброе утро. Саша. Саша. Как дела? Нормально. А у тебя? Тоже нормально. Хорошо. Chúng ta mới đọc được có 3 lần đấy. À, em thấy rằng là để cho nó nhuần nhuyễn thì chúng ta phải đọc 5 lần, 7 lần, 10 lần. Có thể thậm chí đến 10 lần, 15 lần, 20 lần đấy. À, đọc thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều thì em biết rồi. Em là học tiếng Trung thì em biết đấy. Học tiếng Trung thì cũng vậy. Phải nói rất nhiều lần thì nó nhuần nhuyễn đi, đúng không nào? Đấy. Đầu tiên nói là khó khăn, sau đó nói nhuần nhuyễn rồi. Sau khi nói nhuần nhuyễn rồi chúng ta cảm thấy rất thích. Bởi vì sao chúng ta nói được như là giống như người bản ngữ, đúng không nào? À, thế vậy thì một trong những kinh nghiệm bí quyết để có thể nói được tiếng Nga nhanh đó là nói thật nhiều lần. Cho nên là mình khuyên các bạn là gì? Mua lấy một cái bao diêm ở hàng tạp hóa. Thế và đọc được một lần để một que diêm sang một bên. Bao giờ chúng ta nhìn thấy đọc được 5 lần thì chúng ta sẽ lại đọc ngược lại. Tức là gì? Chúng ta lại nhặt ngược lại. Hình hết được thì thành 10 lần. Em chưa đấy? Đó. Cứ mỗi bài này em đọc cho 10 lần. Mỗi bài đọc 5 lần hoặc là 5 lần, 10 lần. Hôm buổi sáng đọc 5 lần, trưa đọc 5 lần, tối đọc 5 lần. Đấy. Đó. Cứ nhưng mà phải dứt khoát phải đếm bằng que diêm. Nó vừa thích thú và nó vừa chứng thực được là mình đọc được bao nhiêu lần, em hiểu chưa? Đấy. Dạ, à, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa nào. Привет, Катя. Доброе утро, Саша. Как дела? Нормально. А, так, нар. О này, đứng trước trọng âm bị đọc là A, cho nên chúng ta đọc là нормально. 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 Да? А у тебя? Да, а у тебя? Да? Тоже нормально. Тоже нормально. Хорошо? Нормально. Да? Đó là đoạn đối thoại thứ hai của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn đối thoại thứ ba. Đấy. À, đây có anh chàng này tên là Ivan và cô gái tên này tên là Larissa. Ivan y Larissa. Đấy. À đó, chúng ta sẽ cùng nhau đọc nào. Ivan, đấy. À, добрый день. Добрый день. Я Иван, а вы? Я Иван, а вы? Добрый день. Добрый день. Я Лариса. Я Лариса. Я Лариса. Как дела?
Как дела? Хорошо, хорошо. Хорошо. А у вас? А у вас? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Тоже. 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 Хорошо. Хорошо. Да? Так, ладно. Добрый день, я Иван. Добрый день. Добрый день, я Иван. А вы? А вы? Добрый день, я Лариса. Добрый день, я Лариса. Лариса. Как дела? Как дела? Хорошо. Хорошо. А у вас? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Хорошо, да? А, думал, так ладно. Добрый день, я Иван. А вы? Добрый день, я Иван. А вы? Добрый день, я Лариса. Лариса. Как дела? Дела. Хорошо. А у вас? Тоже хорошо. Да? А, да. Хорошо. Тоже хорошо. Давайте, chúng ta đọc nhiều nó sẽ quen, đấy. À, cái ví dụ cái câu này, Добрый день, Лариса, как дела? À, nó thành cái câu cửa miệng của chúng ta. À, chúng ta bật cái là chúng ta nói đúng đầy đủ như thế luôn, đấy. Добрый день, Ивана, вы? Đấy. À, đúng không nào? Добрый день, Ивана, вы? Добрый день, Лариса, как дела? Хорошо. А у вас? А у вас? Thế nhỉ? Đấy. À, хорошо, а у вас? Đấy. À, đó. Nên như cái đứa trẻ con nó học tiếng Anh bây giờ, đấy. Cái đứa trẻ con học tiếng Anh bây giờ cô suốt ngày nói với nó là How are you? I'm fine. And you? And you? Đấy, nó chúng nó nói luôn như vậy. À đó, em chưa? À thế vậy thì chúng ta nói tiếng Nga cũng vậy. Хорошо, а у вас? Хорошо, а у вас? Тоже хорошо. À, так, хорошо. Bây giờ mình là Ivan, bạn là Larissa. Mình nói là Добрый день, я Иван. А вы? Добрый день, я Лариса. Как дела? Как дела? Хорошо. А у вас? Тоже. Хорошо. Хорошо. Да? Да? А вы же, я thấy là em cứ ngượng ngệu, em còn nói mãi chả được đấy. À, nói lại nào, lần thứ hai nào. Добрый день, я Иван. А вы? Добрый день, я Лариса. Как дела? Хорошо. А у вас? Тоже. Тоже. Хорошо. Да? À lại nào, Добрый день, я Иван, а вы? Добрый день, я Лариса, как дела? Хорошо, а у вас? Тоже хорошо. Тоже хорошо, да? Хорошо, đó là đoạn đối thoại thứ ba của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng xem đoạn đối thoại thứ tư nào. Так, chúng ta có đoạn đối thoại này. À, Добрый вечер, bây giờ là chào buổi tối rồi. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. À, chào buổi tối đấy. Меня зовут Николай. Chúng ta có từ này. Николай. 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 Đấy. Николай. Tôi tên là Николай. À, cô gái tên là Лена. 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 Да, хорошо. À, chúng ta nói nào. À, меня зовут Николай. Меня зовут Николай. А как вас зовут? А как вас зовут? А меня зовут Лена. А меня зовут Лена. Как у вас дела? Как у вас дела? Отлично. 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 Вы студент? Вы студент? Вы студент? Как для сих пор? Да, я студент. А вы? Вы студент? Вы студент? Да, я студент. А вы? Ну, на. Да. Да. Я студент. Я студент. А вы? А вы? Đúng rồi, tôi là sinh viên. Thế còn cậu? Я тоже студентка. Я тоже студентка. Ты cũng là sinh viên. Я тоже студентка. Я тоже студентка. Хорошо. Так, ладно. Добрый вечер. Меня зовут Николай. Добрый вечер. Вечер. Меня зовут Николай. Меня зовут Николай.
Akakvasabuddha. 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 А меня зовут Лена. Лена. Лена, да? А меня зовут Лена. Как у вас дела? Отлично. Отлично. Отлично, да. Вы студент? Вы студент? Да, я студент. Да, я студент. А вы? Я тоже студентка. Đúng không? Đấy. Хорошо, chúng ta cùng đọc lại nào. À, đọc từng chữ, từng cụm từ gọi là một thôi. À, không có nó dài quá đấy. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Николай. А как вас зовут? Да, а как вас зовут? А как вас зовут? Вас зовут. А меня зовут Лена. А меня зовут Лена. Да? Как у вас дела? Отлично. Вы студент? Да, я студент. А вы? Я тоже студентка. Да, хорошо. Bây giờ mình sẽ là Николай và em sẽ là Лена. Chúng ta nói theo vai nào. Добрый вечер, меня зовут Николай. А как вас зовут? Лена. Как у вас дела? Нет, я говорю отлично. Отлично. Чем это именно? От, о, то, так, да, от, от, ли, ч, ч, ом, ч, ч, на, отлично, отлично, вы студент, sorry, а, đó là, anh chàng Николай nói đấy, à, cô gái Lena nói đấy, вы студент, đó là nam sinh viên mà, đấy, à, да, я студент. А вы? Я тоже студентка. Я тоже студентка. Хорошо. Chúng ta cùng xem lại nào. À, cùng đọc lại nào. Добрый вечер. Меня зовут Николай. А как вас зовут? А меня зовут Лена. Как у вас дела? Отлично. Вы студент? Да, я студент. А вы? Я тоже студентка. Я тоже студентка. Хорошо. Вы задавайте вайна. Я дав câu trước, em đọc câu sau. Добрый вечер, меня зовут Николай. А как вас зовут? А меня зовут Лена. Как у вас дела? Отлично. Вы студент. А вы? Я тоже студентка. Хорошо. А, chúng ta đọc mãi không được chữ này. Bây giờ làm thế nào? Chúng ta sẽ đọc dạ, nhiều dạ. lần nhé. Bây giờ đọc nào. Dạ, em dạ. đọc theo thời nào. Отлично. Nói lại nào. Отлично. Отлично. Отлично.
At nói là Lichner. At Lichner. Lichner. At Lichner. Đấy, nói lại. At Lichner. At Lichner. Lichner. At Lichner. Nói lại. At Lichner. At Lichner. At Lichner. At Lichner. Как у вас дела? Chào At Lichner. At Lichner. Hỏi lại nào. Как у вас дела? At Lichner. At Lichner. Đó thì bây giờ chúng ta nói được rồi đấy. À, chúng ta thấy là gì, nói mới khoảng 6-7 lần thôi chúng ta nói được rồi. Từ gì mà khó thì phải nói nhiều lần đi. Đấy. À, with student. With student. Này nào. With student. With student. Да, я студент. А вы? Я тоже. Я тоже. Но студентка. Студентка. Я тоже студентка, да? Я тоже студентка, да? Я тоже студентка, хорошо? А, так вот, đó là đoạn đối thoại thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn đối thoại thứ năm nào. À, có hai bạn, à, có hai người bạn đi chơi ở trong công viên, đúng không nào? Đấy. À, chúng ta cùng xem nào. À, một bạn tên là Tanya, đấy. À, cô gái tên là Tanya, đúng không nào? Đấy. Tanya. À, và anh bạn của cô ấy tên là Victor. Tanya и Victor. Вот Tanya и Victor. À, đây là Victor. Victor. Tanya Victor. Да. Tanya Victor. Victor. Да. Tanya и Victor. Хорошо. А да. Так. А, chúng ta cùng nói nào. Так. Добрый день, Таня. Добрый день, Таня. Добрый день, Виктор. Добрый день, Виктор. Виктор. Как дела? Как дела? Спасибо, отлично. Спасибо, отлично. Отлично. А у тебя? А у тебя? А у тебя? А у тебя? Тебя тоже хорошо. Тоже хорошо. Хорошо. Chào lại, à, nói lại nào. Добрый день, Таня. Добрый день, Таня. Добрый день, Виктор. Добрый день, Виктор. Виктор. Как дела? Как дела? Спасибо, отлично. Спасибо, отлично. Отлично. А у тебя? А у тебя? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Chào lại nào. Добрый день, Таня. Добрый день, Таня. Добрый день, Виктор. Добрый день, Виктор. 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 Как дела? Как дела? Спасибо, отлично. Спасибо, отлично. А у тебя? А у тебя? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn đối thoại thứ 6 của chúng ta nào. À, chúng ta thấy đoạn đối thoại thứ 6 của chúng ta đó là hai bạn. Bạn gái tên là Yulia. À, tên con gái rất hay đúng không đấy? Yulia. Да, это Yulia. Yulia. Так вот, đấy. Thế và bạn trai của chúng ta tên là Anton. 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 Anton Yulia. Đấy. Anton Yulia. Вот, Anton Yulia. Так вот, đấy. Хорошо. А, так, chúng ta đọc nào. Добрый день, Антон. Добрый день, Антон. Добрый день, Юля. Добрый день, Юля. Как у вас дела, Антон? Как у вас дела, дела, Антон? Спасибо, отлично. Спасибо, отлично. А у вас? А у вас? Очень хорошо. Очень хорошо. Хорошо, спасибо. 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 Nói lại nào. Добрый день, Антон. Добрый день, Антон. Добрый день, Юля. Добрый день, Юля. Как у вас дела, Антон? Как у вас дела, Антон? Спасибо, отлично. Спасибо. Спасибо, отлично. Отлично. А у вас? А у вас? Очень хорошо, спасибо. Очень хорошо, спасибо. Спасибо, да? А, да.
Thế như vậy chúng ta có đoạn đối thoại thứ 6 rồi. Bây giờ mình là Anton, bạn là Julia. Đấy. À, bây giờ bạn là Julia thì bạn phải nói trước nào. Dobri den Anton. Dobri den Julia. Kau vat jela Anton. Спасибо, отлично, а у вас? Очень хорошо. Спасибо. Đấy, à đó. À, chúng ta nhìn bức hình thấy là cô gái này đang muốn là làm quen với anh chàng này. Đấy, và họ là gì? Họ là chưa thân thiết với nhau. Cho nên chúng ta thấy là gì? Người ta thấy là các uvas. Đấy chứ nào? Đấy, các uvas tức là gì? Khi mà chưa quen biết nhau thì người ta sẽ gọi là vui. Vui là các uvas. Nếu mà quen biết nhau rồi thì người ta sẽ hỏi các uchibia jela Anton. Và lúc đó thì cái giọng nói nó sẽ tình cảm hơn, đúng không nào? Đấy. À đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. Em nói trước nào. Добрый день, Антон. Добрый день, Юля. Как у вас дела, Антон? Спасибо, отлично. А у вас? Очень хорошо. Спасибо. Хорошо. Như vậy chúng ta đã xem xong đoạn đối thoại thứ 6. Bây giờ chúng ta xem đoạn đối thoại thứ 7. Chúng ta nhìn thấy đây là có hai bạn đấy. Hai bạn trẻ đúng không nào? Đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau xem là hai bạn nói gì nào. À, cô gái này tên là gì? Cô gái này tên là Larissa. Đấy. À, Larissa là cái tên chúng ta đã biết rồi. Đấy. Larissa. Larissa. Đấy, đó là bạn gái này. Đấy. Thế và bạn trai của chúng ta lại là gì? Anton. Đúng là Anton đấy. À, bạn trai là Anton. Đấy. Đó. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hai người nói chuyện gì nào. Ta. Hai người làm quen với nhau hóa ra là vậy đấy. Меня зовут Лариса. Em đọc đi. Меня зовут Лариса. Я студентка. Я студентка. А как вас зовут? А как вас зовут? Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. Я тоже студент. Я тоже студент. Как у вас дела, Антон? Как у вас дела, Антон? Спасибо, отлично. Спасибо, отлично. А у вас? А у вас? Тоже хорошо. Тоже хорошо. Хорошо. А, chúng ta cùng đọc lại nào. Меня зовут Лариса. Меня зовут Лариса. Đây là Larissa. Я студентка. Я студентка. Как вас зовут? Меня зовут Антон. Меня зовут Антон. Я тоже студент. Я тоже студент. Как у вас дела, Антон? Как у вас дела, Антон? Спасибо, отлично. Спасибо. Отлично. А у вас? Тоже хорошо. Хорошо. А, bây giờ em là Лариса, em đọc trước nè. Меня зовут Лариса. Я студентка. Студентка. А как вас зовут? Меня зовут Антон. Я тоже студент. Антон. Спасибо, отлично. А у вас? Тоже хорошо. А, thế như vậy đó là bài học ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta nói nhiều chưa? Mỏi mồm chưa nào? Đấy. Đó, nhiều em học mình vào thời em nói mỏi mồm lắm rồi. Đấy. À, đó chúng ta phải nói như vậy đúng không nào? Và về thầy sẽ gửi cho em toàn bộ hình ảnh này và em sẽ lại nhìn và sẽ lại nói nhiều lần như thế. Cứ mỗi một bài nói 2 3 4 5 lần đấy. À, đọc chán thì lại nghỉ, lúc sau lại lôi ra đọc nhé. À, thì cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học tới. Spasiba, do svidaniya, paka. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online của môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.